Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta về đền Đức Mẹ để cùng cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Thưa anh chị em, mấy ngày nay trận lụt xảy ra tại Văn Chấn, Yên Bái với hậu quả khốc liệt, hàng chục người chết, hàng trăm người bị cuốn trôi, thiệt hại rất lớn về người và của đang là vấn đề nhức nhối cho những ai có lương tri, cho những ai còn thao thức với tương lai của quê hương đất nước chúng ta. Chứng kiến cảnh thiên nhiên nổi giận thời gian qua, thưa anh chị em, cùng với những sự kiện xã hội xảy ra gần đây như nhà nước dựng các trạm BOT khắp nơi, mặc dù như có vị quan chức nhà nước đã nói đặt BOT như vậy thì không đúng chỗ chút nào, nhưng không làm vậy lấy đâu tiền để trả cho các nhà đầu tư. Họ biết sai, nhưng họ bởi vì người dân lành quá, trong nhà có nhiều vàng quá, lắm tiền quá, cho nên người ta móc túi. Hay thưa anh chị em, câu chuyện sửa điểm tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, những sinh viên được sửa điểm thì lại là con của các quan chức, các cán bộ giữ những vị trí chủ chốt tại các tỉnh thành. Hay mới đây luật an ninh mạng mà người ta nói đùa làm luật súc vật được Quốc hội thông qua. Và anh chị em biết luật an ninh mạng là bộ luật sao chép của Trung Quốc để nhằm ngăn chặn người dân có những tiếng nói phản biện lại các thực trạng xã hội. Nói một cách bình dân, họ ra luật để còn bịt mồm người dân, không cho nói sự thật, không cho nói sự công bằng. Cũng vậy, như nhiều người đã dự đoán, tháng 10 tới đây, Quốc hội cũng sẽ nhanh chóng thông qua luật đặc khu. Và khi luật đặc khu thông qua, thì anh chị em biết, ngay cả vấn đề chủ quyền quốc gia cũng bắt đầu rơi vào vòng nguy hiểm. Tất cả những sự kiện ấy, thưa anh chị em, cùng với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian vừa qua vừa nêu tên 11 ông tướng các loại tham nhũng và chuẩn bị kỷ luật vì những sai phạm cực kỳ nghiêm trọng. 11 ông tướng, tướng an ninh, tướng quân đội, toàn tướng thôi. Tướng mà như vậy thì có lẽ nên gọi đó là tướng cướp. Tất cả những hiện tượng xã hội như vậy, thưa anh chị em, cho thấy đang có những khuyết tật không thể sửa mà chỉ có thể thay thế trong thể chế chính trị hiện nay. Tất cả những chuyện xảy ra cho thấy một chuyện, đó là đang có cái khuyết tật mà không thể sửa chữa được. Những khuyết tật này cần chúng ta một lần nhận diện cho nó rõ, để cùng với tất cả những ai thiện chí, thực tâm lo cho vận mệnh đất nước, dân tộc, cùng góp một cánh tay, một tiếng nói, giúp cho đất nước chúng ta được hưng thịnh với năm châu. Nhưng quan trọng là để bảo đảm cho mỗi người dân, trong đó có từng người chúng ta, có được một cuộc sống thực sự hạnh phúc, ấm no, bình an, không phải lo lắng, không phải bất an, mất ngủ trước những cái sự bất an, bất ổn đang ngày càng diễn ra rất nhiều trong xã hội chúng ta. Thưa anh chị em, có một sự trùng hợp rất thú vị, đó là trong ngày chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, các bài lời Chúa đều chỉ ra cho chúng ta thấy các khuyết tật của thể chế chính trị Việt Nam đương thời, đồng thời đưa ra cho chúng ta một vài nguyên tắc căn bản giúp xây dựng một xã hội thấm đẫm tình người, một xã hội của nền văn minh, tình yêu và sự sống. Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta thấy những khuyết tật của xã hội và cho chúng ta thấy
trách nhiệm của mỗi chúng ta, những công dân công giáo, trong việc cùng nhau xây dựng một nền văn minh của tình yêu và sự sống. Thật vậy, thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng sự kiện Chúa Giêsu lên núi. Trong Thánh Kinh, mỗi lần Chúa Giêsu lên núi thì có đám đông dân chúng đến với Người, và liền sau đó là Người thực hiện một việc quan trọng cho dân. Hôm nay Chúa Giêsu cũng lên núi, và những gì Ngài sắp làm sau đây là làm cho dân, và là làm một việc cực kỳ quan trọng. Một việc cực kỳ quan trọng. Việc mà Chúa Giêsu làm hôm nay cho dân của Người thì chúng ta thấy rằng là Ngài làm cho một đám dân đang chạy đến với Người. Một đám dân mà chúng ta biết rằng họ được hiểu là những con người cùng khổ. Và về mặt lịch sử thì họ đang là những người nô lệ, những người mất đất, mất nước vì đang làm nô lệ cho ngoại bang. Đối diện với đám đông dân chúng mất tự do, mất nhân phẩm ấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và Người nói với ông Philippe: ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Tác giả Kinh Thánh nói Chúa Giêsu biết Ngài sẽ làm gì, nhưng mà tại sao Ngài lại hỏi các môn đệ lấy đâu tiền để mua cho thức ăn cho đám đông dân chúng như vậy? Theo các nhà chú giải, động từ mua ở đây nhấn mạnh tới các hệ thống kinh tế, thương mại. Câu nói của Philippe có mua 200 bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút cho thấy nỗi thất vọng của các môn đệ. Đồng thời rộng hơn, xa hơn cho thấy rằng mọi mối quan hệ trong xã hội không thể chỉ được xây dựng trên quan hệ mua bán, trên quan hệ tiền bạc. Chúng ta không thể xây dựng mọi quan hệ trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là xây dựng quan hệ của những con người dựa trên mối quan hệ mua bán, đổi trác, lợi nhuận. Hay nói một cách khác, mọi tương quan xã hội nếu chỉ xây dựng dựa trên thứ quan hệ đổi trác hoặc lợi nhuận thì sẽ không mang lại tới, thì sẽ không mang tới sự thịnh vượng cho xã hội và cho con người. Đây là điều phải dứt khoát, và chúng ta phải nằm lòng cái chuyện này, thưa anh chị em. Tiền bạc thì cần, nhưng nó là phương tiện, và vì thế nó không thể là mục đích của cuộc đời chúng ta. Và cũng vì thế chúng ta không thể xây dựng những mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là mối quan hệ xã hội, dựa trên chỉ duy quan hệ của mua bán tiền bạc. Bài tin mừng tiếp tục bằng một sự kiện quan trọng, thưa anh chị em. Đó là sau khi ông Andre nói ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, mặc dù với số lượng thực phẩm ít ỏi như vậy không thấm vào đâu so với số lượng người đang có mặt ở đó, nhưng Chúa Giêsu vẫn ra lệnh cho các tông đồ bảo dân chúng ngồi xuống trên cỏ. Rồi Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn Thiên Chúa, rồi phân phát bánh và cá cho dân. Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, vào thời Chúa Giêsu, tư thế ngồi ăn là tư thế của người tự do, những người có phẩm giá. Vì thế khi nói với các môn đệ lệnh cho đám đông ngồi xuống, Chúa Giêsu muốn chúng ta, muốn hội thánh của Chúa, là mỗi người chúng ta phải phục vụ anh chị em mình, bất kể họ là ai, giàu hay nghèo, sang hèn, những người bệnh tật, những người kém may mắn trong xã hội. Tất cả chúng ta phải phục vụ họ trong tư thế là những con người tự do, trong tư thế kính trọng phẩm giá của từng con người. Bảo dân chúng ngồi là Chúa Giêsu muốn trả lại phẩm giá cho họ. Bảo dân chúng ngồi, Chúa Giêsu muốn cho họ trở về đúng vị trí của họ là những con người tự do. Và tất cả chúng ta khi sống và phục vụ con người cũng phải kính trọng những con người vì họ là những con người tự do. Thưa anh chị em, đất nước chúng ta băng hoại như hôm nay, những chuyện đau buồn mà nếu phải gọi đúng tên thì phải gọi, đó là những thảm họa cho dân tộc, như thảm họa môi trường biển miền Trung, thảm họa thực phẩm bẩn, giáo dục lạc hậu và lạc hướng, tham nhũng tràn lan như ghẻ ngứa. Tất cả đều bắt đầu từ một nguyên nhân cơ bản. Nguyên nhân đó là chúng ta đã chấp nhận quá lâu
việc để cho một số người lèo lái đất nước và một thể chế chính trị chỉ coi trọng đời sống vật chất, kinh tế, coi lợi nhuận là động lực phát triển đất nước, nhưng lại thiếu tôn trọng nhân vị, thiếu tôn trọng phẩm giá của con người. Nguyên nhân ở chỗ đó, thưa anh chị em, xã hội chúng ta là xã hội không xây dựng dựa trên phẩm giá của tôi, của anh chị em, không xây dựng dựa trên phẩm giá của từng con người trên đất nước này, mà họ xây dựng một thể chế xã hội đề cao sự phát chuẩn, phát triển chỉ bằng việc phát triển lợi nhuận kinh tế. Công đồng Vaticano II dạy chúng ta, thưa anh chị em, nhân vị của con người chính là và phải là nguyên lý, chủ thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội. Nhân vị hay là từng người chúng ta này phải là nguyên lý, phải là chủ thể và phải là cứu cánh của mọi định chế xã hội. Nếu xã hội không xây dựng trên nhân vị, xã hội đó sẽ băng hoại. Hay nói một cách khác, một thể chế chính trị mà chỉ chú tâm tới kinh tế, đảng phái, lợi ích nhóm sẽ là một nền kinh tế phi nhân. Nền kinh tế, nền chính trị ấy sẽ giết chết con người và sẽ biến mọi người thành phương tiện phục vụ cho những dự án không mang khuôn mặt con người. Người ta sẽ làm những dự án mà không mang khuôn mặt con người. Những dự án đấy đang đầy rẫy trên đất nước chúng ta. Những dự án ấy không mang khuôn mặt người ấy đã phá hủy môi trường, phá hủy nhân tâm, coi sinh mạng con người, coi rẻ sinh mạng con người. Câu chuyện người dân ở Thủ Thiêm hơn 10 năm qua phải sống cảnh màn trời chiếu đất hay những vụ cưỡng chế đất trái pháp luật ở khắp nơi trên đất nước này chính là hệ quả của một nền kinh tế phi nhân bản, xuất phát từ một nền chính trị coi trọng lợi nhuận hơn hạnh phúc của đồng bào, hơn cả vận mệnh của dân tộc, của quốc gia. Chúng ta, thưa anh chị em, có thể nói thẳng thắn với nhau rằng thể chế chính trị tại Việt Nam hiện nay chưa bao giờ là do dân, của dân và vì dân như nhà nước vẫn tuyên truyền. Chúng ta thấy rõ điều đó. Chẳng hạn vào thời chiến, chỗ nào cũng đầy rẫy khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến. Tất cả cho tiền tuyến, chứ không cho người dân. Vào thời bình, đầu đầu chúng ta cũng thấy tất cả cho chủ nghĩa xã hội. Anh chị em thấy khẩu hiệu chỗ nào cũng vậy thôi, không có hạnh phúc cho đồng bào. Thời nay khi chủ nghĩa xã hội đã bị vứt vào sọt rác, đến anh Cuba cũng bỏ cuộc chơi, thì tất cả hệ thống chính trị đều đồng thanh chỉ biết còn đảng còn mình. Đến độ bi đát, thưa anh chị em, như nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Dầu Khí đã từng nói về chính bản thân mình, cũng như miêu tả giới nhà báo trong ngày báo chí cách mạng rằng nhà báo phải như con chó. Một vị tổng biên tập nói về các nhà báo là nhà báo phải như con chó. Con chó là phải sủa theo lệnh của chủ. Nó bi đát, thưa anh chị em, nó bi đát. Bi đát là người ta biết mình là phương tiện, nhưng người ta không muốn thoát ra. Và người ta chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Và vì lợi nhuận mà người ta sẵn sàng sủa, sẵn sàng làm một nhà báo như con chó vậy. Cái bi đát và đáng thương của đất nước này chính là việc người ta thiếu tôn trọng bản thân mình, thưa anh chị em. Hay nói cách khác, người ta coi thường nhân phẩm của chính bản thân mình. Nhiều người vì kinh tế đã đánh đổi lương tri, nhiều người vì vật chất đã trở thành những người ra sức bảo vệ cho cái xấu, cái ác, như những người tự nhận mình là dư luận viên, hay các giáo viên đổi tình lấy biên chế. Và gần đây nhất là chuyện ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Triệu Tà Vinh, ông có một người con và hai người cháu được sửa điểm, nhưng ông vẫn đăng đàn để dạy đạo đức cho con người. Người ta không còn lương tri, người ta trở thành nạn nhân của một xã hội xây dựng thể chế dựa trên kinh tế mà thôi. Chuyện thực phẩm bẩn, chuyện người dân làm hàng giả, thuốc trừ sâu giả, thực phẩm y tế giả,
cũng xuất phát từ chuyện lợi nhuận, thưa anh chị em. Coi chừng chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cũng đang bị kéo vào trong cái vòng xoáy của lợi nhuận. Và vì lợi nhuận, chúng ta bán rẻ lương tâm của mình. Đất nước chúng ta, thưa anh chị em, sẽ tiếp tục lầm than, sẽ nhận thêm nhiều thảm họa nữa, và cuối cùng là họa mất nước nếu chúng ta tiếp tục xây dựng xã hội dựa trên thể chế chính trị hiện nay. Bởi thể chế chính trị độc tài hiện nay tự nó là phi nhân bản. Phi nhân bản không phải vì nó không tôn trọng phẩm giá con người mà thôi, mà nó phi nhân bản còn bởi nó chủ trương một thể chế chính trị vô thần, loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống và xã hội. Nó phi nhân bản là chỗ đó. Về điều này thì bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một chỉ dẫn. Sau khi ông André tỏ rõ sự thất vọng về số lượng lương thực ít ỏi không thể đủ cho mọi người, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phép lạ đã xảy ra. Kinh Thánh nói dân chúng được no nê và còn dư giả 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, con số 12 tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Điều ấy muốn nói rằng trong một thiết chế xã hội cùng với sự kính trọng nhân phẩm, sự liên đới trách nhiệm, thì tôn giáo ở đây là niềm tin vào Chúa mới thực sự mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho con người. Tôn giáo mới đem lại sự thịnh vượng đích thực và đem lại hạnh phúc cho con người. Và đối với chúng ta, những người có đức tin, thì Thiên Chúa mới là đấng đem lại sự thịnh vượng và sự ấm no cho tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, chỉ có Thiên Chúa trong sự kính trọng nhân vị của mỗi người chúng ta sẽ làm cho sự phát triển xã hội trở nên một sự phát triển thực sự bền vững. Chúng ta biết rằng một xã hội vô tôn giáo sẽ làm xã hội đó băng hoại. Sự băng hoại đó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Từ vô tôn giáo sẽ dẫn tới thái độ sống vô gia đình và vô tổ quốc. Cái này chúng ta tâm niệm và kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Trái lại như ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Vatican trước thềm hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 7, 2018 vừa qua, nghĩa là cách đây mấy ngày, tại Washington DC, trong hội nghị quốc tế về tôn giáo có đại diện của 85 tổ chức tôn giáo trên khắp thế giới, ông Ngoại trưởng Mỹ đã nhận định một khi những cá nhân được tự do hành xử theo niềm tin của mình thì họ có khả năng thực hiện được những điều vĩ đại. Bên cạnh đó, ông nói các nhà đầu tư có mặt ở đây, các thương gia có mặt ở đây, tất cả chúng ta đều biết rõ một điều: nơi nào có tự do tôn giáo thì vấn đề đầu tư làm ăn ở đó gặp ít rủi ro nhất. Đây là một ông Ngoại trưởng Mỹ, ông đã nhận định một cách xác đáng, và ông coi quyền tự do tôn giáo chính là động lực cho sự phát triển xã hội con người. Và một đất nước vô tôn giáo, chủ trương vô thần sẽ đưa đến sự băng hoại về đạo đức, cũng như sẽ làm cho công việc làm ăn của chúng ta bị đe dọa vì sự rủi ro do lương tâm con người không còn bị chi phối bởi những luật luân lý mà tất cả chúng ta buộc phải sống nếu chúng ta muốn là con người tự do. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô VI, thưa anh chị em, trong thông điệp phát triển các dân tộc ngày 26 tháng 3, 1967, chính ngài đã viết: một nền nhân bản đóng kín không chấp nhận những giá trị tinh thần, cũng như không chấp nhận Thiên Chúa là nguồn gốc của những giá trị ấy, nền nhân bản đó có thể chỉ thắng thế bên ngoài. Đã hẳn là con người có thể tổ chức xã hội mà không cần Thiên Chúa, nhưng loại bỏ Thiên Chúa ra thì rốt cuộc con người chỉ có thể tổ chức để chống lại nhau. Loại Thiên Chúa ra khỏi xã hội, con người sẽ là một tổ chức chống lại con người. Một nền nhân bản không đếm xỉa gì tới các giá trị khác, đây là những giá trị tôn giáo, thì sẽ trở nên một nền nhân bản phi nhân. Vậy một nền nhân bản chân thực chỉ có thể là một nền nhân bản hướng về Thiên Chúa Chí Tôn. Khi nhìn nhận bổn phận mà chúng ta được mời gọi thể hiện
là bổn phận đem lại cho đời sống con người ý nghĩa chính xác. Không đời nào con người lại là tiêu chuẩn cuối cùng cho con người. Con người chỉ thể hiện được con người cho trọn vẹn khi con người tự vượt lên chính mình, đúng như lời rất chí lý của Pascal: con người vượt quá trăm ngàn lần con người. Con người phải vươn lên tuyệt đối. Và chính khi đụng chạm tới tuyệt đối hay là đụng chạm tới Thiên Chúa, con người biết điều chỉnh con người, điều chỉnh hành động của mình theo đúng với lương tri. Đức Thánh Cha Benedicto thì nói rằng chỉ Thiên Chúa mới là sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử của thế kỷ vừa qua, tại các quốc gia mà người ta chối bỏ Thiên Chúa, thì không chỉ nền kinh tế bị phá hủy, mà nghiêm trọng hơn cả đó là linh hồn con người đã bị phá hủy. Linh hồn đã bị phá hủy khi người ta không xây dựng một thiết chế xã hội dựa trên niềm tin tôn giáo. Vậy thưa anh chị em, nếu muốn đất nước chúng ta phát triển, không còn cách nào khác, chúng ta phải xây dựng lại xã hội Việt Nam dựa trên một thiết chế xã hội mới, trong đó nhân vị của mỗi con người phải được tôn trọng, vì chúng ta biết rằng mỗi con người là một ngôi vị do Thiên Chúa sáng tạo, nên mỗi con người không phải là một thứ gì đó, nhưng là một ai đó có giá trị độc nhất. Chúng ta không phải là một cái gì đó, nhưng là một ai đó, và chúng ta phải tự hào vì chúng ta là độc nhất. Sự độc nhất ấy chính là quà tặng của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để chúng ta là một duy nhất trong thế gian này. Và sự duy nhất ấy đòi mọi thiết chế xã hội phải kính trọng nhân phẩm của chúng ta. Đây phải là nguyên tắc, thưa anh chị em. Đây phải là nguyên tắc nền tảng để xây dựng mọi thiết chế xã hội, từ hình thái xã hội nhỏ nhất là gia đình, đến học đường hay tại các đơn vị xí nghiệp. Gia đình chúng ta cũng phải xây dựng trên nguyên tắc là sự tương kính, là sự nhường nhịn, nhất là việc tôn trọng phẩm giá của con người. Học thuyết xã hội Công giáo, ngoài nguyên tắc nhân vị quan trọng nền tảng này, thưa anh chị em, còn chỉ dạy và đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc khác cũng quan trọng không kém, giúp chúng ta xây dựng một xã hội con người hơn. Các nguyên tắc ấy là nguyên tắc công ích, nguyên tắc liên đới, nguyên tắc bổ trợ, và bốn giá trị mà tuyệt đối mọi con người trên mặt đất này phải tôn trọng và phải luôn luôn bảo vệ. Bốn giá trị ấy là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Trong đó tự do tôn giáo phải được ưu tiên lên hàng đầu. Vâng, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Chúng ta không có nhiều giờ để nói về những điều quan trọng trong giáo huấn của Hội Thánh về xã hội. Điều quan trọng mà lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta là, thưa anh chị em, tất cả chúng ta cần phải nhận diện rõ những khuyết tật không thể sửa chữa mà phải thay đổi trong thiết chế xã hội chủ nghĩa hiện nay. Một thiết chế không những không tôn trọng phẩm giá của nhân vị mà còn biến con người chúng ta thành những phương tiện phục vụ cho lợi ích kinh tế chính trị. Thiết chế này cần phải loại bỏ, và người loại bỏ nó chính là chúng ta. Bởi vì chính Chúa hôm nay đã mời gọi mỗi chúng ta tích cực dấn thân vào xã hội. Đặc biệt, Chúa mời gọi chúng ta trước hết mỗi người hãy kính trọng nhân vị của chính mình, hãy tôn trọng phẩm giá của mình, hãy sống theo lương tâm ngay chính của chúng ta, để nhờ sự hướng dẫn của Chúa qua tiếng nói lương tâm, chúng ta trở nên những con người tự do đích thực, và nhờ đó chúng ta góp phần mình trong việc canh tân thế giới. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin mẹ Maria gìn giữ và đồng hành với tất cả chúng ta, đặc biệt đồng hành với anh chị em đã vì lý tưởng của tự do dân chủ mà phải chấp nhận tù đầy hôm nay. Xin Chúa ở cùng chúng ta, và xin Chúa chúc lành cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.